Đây là những tuổi cực đẹp, cứ xây nhà năm 2024 Giáp Thìn sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, cái việc xây nhà là một trong những cái việc trọng đại của đời người. Thường thì trong cuộc đời của chúng ta, mỗi người chỉ xây 1, 2 hoặc là cùng lắm xây 3 căn nhà mà thôi, đúng không ạ? Và đối với những người mà chủ đầu tư thì chúng ta không nói, nhưng với những người dân bình thường ấy, thì xây được 1, 2 căn nhà đã là quý lắm rồi. Vậy thì khi mà xây nhà thì chúng ta có rất nhiều tiêu chí. Nào thì phải gì xin được giấy phép của chính quyền địa phương, cũng như là gì chọn được đất để nó phù hợp và gì chọn được cái thời điểm xây. Thì ngoài ra cái việc lựa chọn tuổi xây nhà thì cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà hầu hết mọi người đều quan tâm. Thì để lựa chọn được cái tuổi xây nhà ấy, từ trước đến nay các cụ người ta vẫn dặn đúng không ạ? Kiêng kỵ ba thứ là kim lâu, hoang ốc và tam tai. Và trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì sẽ có những tuổi nào xây nhà được lộc trời cho, giàu sang phú quý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thì để xây được nhà thì cái tiêu chí đầu tiên chúng ta chọn thường là gì? Cái tuổi đó sẽ không bị phạm phải cái kim lâu, đúng không ạ? Như chúng ta đã biết ấy, cái kim lâu đó thì kim là vàng, lâu là lầu đó. Kim lâu tức là lầu vàng đó. Khi xây nhà mà phạm vào cái tuổi kim lâu thì nó không tốt. Mọi người ở trong gia đình ấy, thì sẽ gì? Nó không được an yên, không được hạnh phúc. Vậy nên là chúng ta cần phải kiêng kỵ những cái tuổi mà phạm kim lâu khi mà xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn này. Đó. Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì sẽ có những cái tuổi sau đây sẽ không bị phạm kim lâu. Đấy. Xin mời quý vị cùng theo dõi này. Thì đầu tiên là tuổi 1955 là tuổi Ất Mùi. Ất Mùi là 70 tuổi đúng không? Thì không bị phạm. Thứ hai là tuổi 1957 là tuổi Đinh Dậu, 68 tuổi không bị phạm. 1958 là tuổi Mậu Tuất, 67 tuổi. 1960 là tuổi Canh Tý, 65 tuổi. 1962 là tuổi Nhâm Dần, là 63 tuổi. 1964 là tuổi Giáp Thìn, 61 tuổi. 1966 là tuổi Bính Ngọ, là 59 tuổi. 1967 là tuổi Đinh Mùi, 58 tuổi. 1969 là tuổi Kỷ Dậu, 56 tuổi. 1971 là tuổi Tân Hợi, 54 tuổi. 1973 là tuổi Quý Sửu, 52 tuổi. 1975 là tuổi Ất Mão, 50 tuổi. 1976 là tuổi Bính Thìn, 49 tuổi. 1978 là tuổi Mậu Ngọ, 47 tuổi. 1980 là tuổi Canh Thân, 45 tuổi. 1982 là tuổi Nhâm Tuất, 43 tuổi. 1984 là tuổi Giáp Tý, 41 tuổi. 1985 là tuổi Ất Sửu, là 40 tuổi. 1987 là tuổi Đinh Mão, 38 tuổi. 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 36 tuổi. 1991 là tuổi Tân Mùi, là 34 tuổi. 1993 là tuổi Quý Dậu, 32 tuổi. 1996 là tuổi Bính Tý, 29 tuổi. 1998 là tuổi Mậu Dần, 27 tuổi. Và năm 2000 là tuổi Canh Thìn, 25 tuổi. Đó. Thì đây là những cái tuổi mà không bị phạm kim lâu. Không bị phạm kim lâu nhé. Nếu mà các bạn không bị phạm hoang ốc, không bị phạm tam tai nữa thì chúng ta xây nhà hoàn toàn bình thường. Bây giờ chúng ta xét đến cái tiêu chí thứ hai là hoang ốc, đúng không ạ? Khi mà các tuổi không bị phạm kim lâu rồi thì chúng ta bắt đầu xét cái yếu tố thứ hai là hoang ốc. Thưa quý vị, hoang ốc nó chính là căn nhà hoang. Khi mà nó gồm có 6 cái đúng không? Thứ nhất là gì? Nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục hoang ốc. Đó. Thì có 6 cái, nếu mà phạm vào tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc thì chúng ta không xây được. Và khi mà xây nhà vào những cái năm mà phạm hoang ốc ấy thì hoang ốc tức là tượng trưng cho cái nhà bỏ hoang, cái nhà không có người ở. Vị trí là xây nhà thì chúng ta mong muốn là có được gì? Gia đình tụ họp, yên ấm, an vui, làm ăn thì phát đạt, công danh sự nghiệp thì cứ thế mà thăng tiến. Chứ không ai muốn là xây xong căn nhà rồi để cái nhà đấy mà cả mọi người đều bỏ đi hết. Vậy nên là cái tuổi hoang ốc cũng là một cái cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn nó là một cái tiêu chí để chúng ta xây nhà, đúng không ạ? Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì có các tuổi sau là không bị phạm hoang ốc. Cái tuổi này không bị phạm hoang ốc nhá. Đây những tuổi này là không bị phạm hoang kim lâu, đúng không? Còn tuổi này là không bị phạm hoang ốc. Bao gồm những tuổi như là 1954, đúng không? 1954 là tuổi Giáp Ngọ. 1955 là tuổi Ất Mùi, 1957 là Đinh Dậu, 1958 là tuổi Mậu Tuất, 1961 là Tân Sửu, 1963 là Quý Mão, 1964 là Giáp Thìn, 1966 là Bính Ngọ, 1967 là Đinh Mùi, 1970 là Canh Tuất, 1972 là Nhâm Tý, 1973 là Quý Sửu, 1976 là Bính Thìn, 1979 là Kỷ Mùi, 1981 là Tân Dậu, 1982 là Nhâm Tuất, 1985 là Ất Sửu, 1990 là Canh Ngọ, 1991 là Tân Mùi, 1994 là Giáp Tuất, 1997 là Đinh Sửu, 1999 là Kỷ Mão, 2000 là Canh Thìn và 2003 là Quý Mùi. Đó. Đó là những cái tuổi mà không bị phạm hoang ốc trong năm 2024 năm Giáp Thìn.
Thì đây là 2 tuổi mà không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những tuổi không bị phạm tam tai. Đó. À, thưa quý vị, tam tai là cái hạn 3 năm liên tiếp, đúng không ạ? Thì chúng ta có 12 con giáp chia làm 4 cặp tam hợp, đúng không ạ? Thì mỗi cặp chứa 3 bộ, là ví dụ như là thân tí thìn này, dần ngọ tuất này, tị dậu xíu này và hợi mão mùi. Đấy. Thì 4 bộ đấy thì cái tam tai nó đi theo bộ tam hợp, đúng không ạ? Và năm 2024 năm Giáp Thìn thì có 3 con giáp bị phạm vào tam tai, đó là tuổi thân, tí, thìn, thì bị tam tai 3 năm liên tiếp là năm dần, năm mão, năm thìn. Thì năm 2024 là năm Giáp Thìn thì sẽ có những con giáp sau đây là không bị phạm vào cái tam tai, bao gồm những tuổi này: tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Tuất và những người tuổi Hợi. Đó, đây là những con giáp không bị phạm vào cái tam tai. Đó. Thì như vậy là chúng ta đã có những cái tuổi không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc và không bị phạm tam tai. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp ra và tìm ra những cái tuổi tốt nhất. Nó vừa không bị phạm kim lâu, vừa không bị phạm hoang ốc, vừa lại không bị phạm tam tai. Để chúng ta chọn làm cái tuổi để chúng ta thực hiện cái công việc động thổ làm nhà cho nó được thuận lợi, may mắn và được hanh thông trong cái công việc xây nhà. Và dựa vào 3 cái tiêu chí là kim lâu, hoang ốc và tam tai không bị phạm thì chúng ta sẽ có những cái tuổi sau đây cực kỳ tốt lành để chúng ta gì? Tiến hành cái công việc là xây nhà, động thổ trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì đó là những tuổi nào? Thì đầu tiên ý, để chọn ra cái tuổi mà không bị phạm tam tai thì chắc chắn chúng ta phải trừ đi 3 tuổi là gì? Tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn, đúng không ạ? Thì nếu mà các bạn mà bị phạm tuổi ấy, các bạn mà bị phạm vào tuổi, bị phạm kim lâu, hoang ốc hoặc là tam tai mà không động thổ xây nhà được thì các bạn có thể mượn những cái tuổi này để nhờ họ động thổ cho mình. Đó. Bao gồm cái tuổi sau này. Đầu tiên là những người sinh năm 1955 là tuổi Ất Mùi. 1955 là tuổi Ất Mùi, đúng không ạ? 70 tuổi. Thứ hai là những người sinh năm 1957, 1957 là tuổi Đinh Dậu, đúng không ạ? Đinh Dậu là đi 68 tuổi. Tiếp đến là những người sinh năm 1958, 1958 là tuổi Mậu Tuất, đúng không ạ? Mậu Tuất là đi 67 tuổi. Tiếp theo là những người sinh năm 1966, 1966 là Bính Ngọ, đúng không ạ? Bính Ngọ 1966 là 59 tuổi. Tiếp đến là những người sinh năm 1967, 1967 là tuổi Đinh Mùi, đúng không ạ? Đinh Mùi là 58 tuổi. Tiếp theo là những người sinh năm 1973, 1973 là Quý Sửu. Quý Sửu 1973 là 52 tuổi. Tiếp đến là những người sinh năm 1982 là Nhâm Tuất. Nhâm Tuất là chúng ta là 43 tuổi. Đúng không? Tiếp theo là những người sinh năm 1991, 1991 là tuổi Tân Mùi. Tân Mùi năm 1991 là 34 tuổi này. Đó. Và cuối cùng chúng ta có một tuổi nữa là tuổi gì? 2003. 2003 là tuổi gì? Quý Mùi, đúng không ạ? Quý Mùi 2003 sẽ là 22 tuổi. Quý Mùi là 22 tuổi. Đó. Đó là những cái tuổi cực đẹp để xây nhà đây. Như vậy là năm 2024 năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn chúng ta sẽ có những tuổi sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Có 9 tuổi, đúng không ạ? 9 tuổi cực kỳ là đẹp. 9 tuổi cực đẹp. 9 cái tuổi này thì không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc, cũng không bị phạm cái tam tai. Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể mượn cái tuổi này để chúng ta động thổ xây nhà cho được thuận lợi và may mắn. Tôi sẽ thi thứ tự cho các bạn nhé. Đầu tiên này, thứ 1 là những người sinh năm 1955 là Ất Mùi 70 tuổi. Thứ 2 là 1957 là tuổi Đinh Dậu. Thứ 3 là tuổi 1958 là tuổi Mậu Tuất. Thứ 4 là tuổi 1966 là Bính Ngọ. Thứ 5 là tuổi 1967 là Đinh Mùi. Thứ 6 là 1973 là Quý Sửu. Thứ 7 là 1982 Nhâm Tuất. Thứ 8 là 1991 Tân Mùi. Và thứ 9 là gì? 2003 là tuổi Quý Mùi. Đó. Đó là những cái tuổi cực đẹp mà chúng ta có thể động thổ xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết ý, thì để có tiền xây nhà đã là khó lắm rồi, đúng không ạ? Đã là khó lắm rồi. Thế mà lại khi mà có tiền xây nhà rồi ý, thì lại phải làm gì? Lại phải chọn được cái người động thổ phù hợp. Nếu mà trong trường hợp không được tuổi ý, thì lại phải mượn tuổi, lại phải thế này thế kia nữa. Nó rất nhiều cái thủ tục mà khiến cho quý vị phải lo lắng, đúng không ạ?
Thì thông qua video này tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết được để quý vị có thể là nếu mà chúng ta lỡ bị phạm thì chúng ta sẽ có những cái tuổi này để chúng ta mượn, chúng ta tiến hành công việc động thổ làm nhà cho được thuận lợi và may mắn. Những cái tiêu chí để mượn tuổi động thổ thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để tiếp tục theo dõi chương trình để liên tục cập nhật những cái kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi cũng như là đời sống tâm linh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Cả nhà đổi đời giàu to, nếu cúng tất niên vào 3 giờ hoàng đạo này, 100 tỷ cầm tay, ăn Tết giàu ú ụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cái lễ tất niên ấy, nó được tiến hành thường là vào ngày chiều 30 Tết âm lịch. Vào ngày này thì mọi người thường quây quần bên nhau tổ chức cái bữa mừng văn nghệ để tổng kết nhìn lại một năm đã trải qua, cũng như là để chào đón cái năm mới. Họ tận hưởng cái bầu không khí ấm áp và tràn ngập cái niềm vui bên cạnh các thành viên và gia đình sau một năm tất bật học tập làm việc vất vả, chạy đua với cuộc sống. Cái lễ cúng tất niên cũng thể hiện được một cái nếp sống văn hóa tâm linh của người Việt. Sau một năm làm việc vất vả thì vào những ngày cuối năm mọi người đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để cúng tất niên và chuẩn bị đón Tết năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, thì đầu tiên ý, để trước khi lễ cúng tất niên thì chúng ta cũng có qua ngày 23 tháng Chạp thì hầu hết mọi người đã gì lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang và bao sái sạch sẽ cái đồ thờ cúng. Đấy, để cái lễ cúng tất niên nó được trang trọng và ý nghĩa hơn. Đấy. Quý vị nên sử dụng cái lọ nước bao sái nhất tâm hương để bao sái bàn thờ, lau dọn bát hương, lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ trước khi mà tiến hành cái nghi lễ gọi là cúng tất niên cuối năm, mời các cụ, các thần về ăn Tết, cũng như là gì chào đón các thần với cái không gian thờ cúng nó được thơm tho sạch sẽ hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé, để thỉnh cái lọ nhất tâm hương về thì lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ để đón các cụ về ăn Tết cho được linh ứng hơn. Thì sau khi lau chùi sạch sẽ bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài cũng như là chuẩn bị các lễ vật hương hoa trả lễ đó, thì quý vị sẽ chọn ra những cái giờ lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng tất niên, mời các cụ về ăn Tết. Quý vị thân mến, vậy thì cái lễ cúng tất niên nó sẽ được diễn ra ngày nào? Thì thường là người ta sẽ làm vào sau cái lễ cúng ông công ông táo, thường là như vậy, đúng không? Tức là từ ngày 24 trở đi thì chúng ta cũng thể là làm được rồi. Nhưng mà thông thường dân gian ta quen là làm vào cái ngày thường là vào chiều 30 Tết. Nhưng không phải năm nào cũng là tốt, đúng không ạ? Cũng có những cái năm ở 30 Tết tốt, có những năm nó không tốt. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày chúng ta có thể là gì tiến hành để làm cái nghi lễ cúng tất niên, mời các cụ về ăn Tết. Đấy. Cũng như là gì những cái giờ lành tháng tốt để cho quý vị lựa chọn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu ngày tốt toàn thư nhé, để tìm ra những ngày tốt nhất, đúng không ạ? Thì quý vị cứ mở trang 165. Chúng ta sẽ chọn, đúng không? Chúng ta còn từ nay đến ngày Tết thì chúng ta còn có mấy ngày thôi. Thì cái ngày đầu tiên Tử Thông giới thiệu với quý vị đó là ngày Mậu Tuất, ngày Kỷ Hợi thì qua rồi. Chúng ta chọn đến ngày Canh Tý và ngày Tân Sửu ấy, tức là ngày 27 28 ấy. 27 28 Tết thì nó là ngày xấu nhá. Chư thần đại thiên nếu mà cầu tự tế tự thì bị bệnh tật tai vạ là xấu. Như vậy là chúng ta chỉ còn ngày 29 và ngày 30. 29 Tết đó là ngày Nhâm Dần và ngày 30 Tết đó là ngày Quý Mão. Thì ngày 29, ngày 30, ngày Nhâm Dần, ngày Quý Mão thì chư thần hội họp để ký sớ ai làm lễ cầu phúc. Đấy, thì rất là tốt. Vậy nên đây là cái ngày tốt để tiến hành ấy. Thì quý vị hãy mở trang 165 nhé, của cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị có thể tham khảo thêm cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Vậy thì chúng ta còn ngày 29 và ngày 30 Tết. Vậy thì trong hai ngày 29-30 chúng ta sẽ cúng vào giờ nào để được thuận lợi, may mắn đó, và mọi sự sẽ được hanh thông. Thì đầu tiên chúng ta cùng xếp về ngày 29 đó, 29 Tết, 29 tháng 12 âm lịch ấy, xem là có giờ nào tốt nhá.
À, quý vị thân mến, ngày 29 Tết thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Đó. Và nó là ngày Nhâm Dần. Ngày Nhâm Dần ấy thì nó có thể chúng ta có thiên can là gì? Can là Nhâm, chi là Dần. À, Nhâm Thủy, Dần Mộc, Thủy Mộc tương sinh. Nó là một ngày cát nhật. Nạp âm của ngày là Kim Bạch Kim, nó kỵ cái tuổi Bính Thân và tuổi Canh Thân. Cái ngày thuộc hành Kim, khắc hành Mộc, đặc biệt các tuổi Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà lại được lợi. À, ngày Dần thì lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất tạo thành thủy cục. À, Dần thì xung với Thân, hình với Tỵ, hại Tỵ phá Hợi và tuyệt Dậu. Trong ngày 29 ấy thì có trực là trực kiến và có sao là cái sao Giác, là một trong những cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Trong bộ nhị thập bát tú. Và cái ngày Dần ấy thì nó vẫn là ở cái tiết gọi là tiết lập xuân nhé. Tiết lập xuân nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 2. Mà ngày Nhâm Dần nó là ngày mùng 8 tháng 2. Nó vẫn thuộc cái tiết lập xuân nhé. Ở trong cái ngày Nhâm Dần thì có các cát thần sau này. Có Minh Phệ, có Nguyệt Không, Ngũ Hợp, Phúc Hậu, Thiên Thương. Đấy. Có Thiên Đức Hợp, đấy. Thất Thánh, Tuế Lộc. Có U Vi Tinh, có Vượng Nhật, có Yếu An, Đại Minh Tinh. Cái hung thần trong cái ngày Nhâm Dần ấy thì có cô thần cửu khổ bắt cùng, kê hoãn, nguyệt kiến, thiên cách, thiên hình, thám bệnh, thổ kỵ, thổ phủ, tiểu thời, vãng vong, xích khẩu, đại tiểu khốc. Thưa quý vị, vậy thì dựa vào những cái cát tinh và những hung tinh như vậy thì chúng ta cùng xét ra là gì? Tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Thì để tìm ra cái khung giờ tốt, quý vị hãy mở trang 127 nhé. 127 là cái trang hướng dẫn tìm về ngày tốt, chọn giờ tốt. Thì chúng ta sẽ tìm được ra những giờ tốt như sau. À, cái giờ tốt đầu tiên ấy, thì chúng ta có giờ là gì? Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. 7 giờ đến 9 giờ sáng. 7 giờ đến 9 giờ sáng nó là giờ Giáp Thìn nhé. Nó là giờ Giáp Thìn. Thì trong giờ Giáp Thìn có các cát tinh như là có Kim Quỹ này, có Phúc Tinh Quý Nhân này, có Tứ Đại Cát Thời, có Hữu Bật, Minh Tinh Kế Đô và Nhật Mộ, Tuần Trung Cung Vong. Nhưng mà đây là cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành công việc là gì? Thực hiện cái lễ cúng tất niên. Đấy, cúng tất niên nhé. Không nhất thiết phải vào ngày 30. Ngày 29 Tết quý vị cũng có thể làm được. Tiếp theo là giờ thứ hai là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Thì nó cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị lựa chọn. Cái giờ Tỵ này nó là giờ Ất Tỵ nhé. Nó là giờ Ất Tỵ. Nó có Thiên Đức, đấy, có Thiên Ất Quý Nhân, có Tả Phụ, có Thời Hình, có Thời Hại, Thiên Cương. Nói tóm lại đây là cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành cúng tất niên. Thì ngoài ra quý vị cũng có thể cúng lúc 11 giờ đến 13 giờ. 11 đến 13 giờ. Nó là giờ Ngọ đấy, nó là giờ Bính Ngọ. Thì giờ Bính Ngọ thì nó cũng là một cái giờ tốt do có được tam hợp, có hỷ thần, có đường phù. Và đây là cũng là một cái khung giờ mà quý vị cũng có thể tiến hành được nhé. Thì quý vị có thể tiến hành trong 3 giờ này để được cát lợi và may mắn. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày 30. Ngày 30 tháng 12. 30 tháng 12 đó là ngày 30 Tết ấy. Nó sẽ rơi vào ngày mùng 9. Đó. Ngày mùng 9 tháng 2 dương lịch. Nó là ngày Quý Mão. Đấy, ngày Quý Mão tức là gì? Quý Thủy Mão Mộc. Can sinh chi, thủy mộc tương sinh là cái ngày bảo nhật. À, nạp âm của ngày là Kim Bạch Kim, nó kỵ cái tuổi Đinh Dậu và tuổi Tân Dậu. Ngày thuộc hành Kim thì khắc hành Mộc, đặc biệt các tuổi Kỷ Hợi nhờ có Kim khắc mà được lợi. Cái ngày Mão này, ngày Quý Mão này thì nó hợp với lại gì? Mão hợp với Tuất, tam hợp với Mùi trở thành Mộc cục. Ngày Mão được xung với Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. À, trong ngày hôm nay có trực trừ cái sao Cang là cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Và cái tiết khí của cái ngày 30 Tết nó vẫn là tiết lập xuân nhé. Tiết lập xuân nó khởi từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 đó. Ngày 19 là sang Tết Vũ Thủy. Đó. À, và các cát thần trong ngày hôm nay thì có Cát Kỳ, Minh Phệ Đối, Ngũ Hợp, có Ngọc Vũ, Quan Nhật, Thất Thánh và Vượng Nhật. Hung thần trong ngày thì có Chu Tước, có Hàm Trì, Lâm Cách, Nguyệt Cách, Chuyển Sát. Đấy. Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Thiên Địa Chánh Chuyển cũng như là gì là ngày đại bại đại thời đấy. Cái ngày 30 Tết thì chúng ta lại cúng vào giờ nào? Thì đầu tiên chúng ta chọn được giờ đó là giờ từ 5 đến 7 giờ Mão, 5 đến 7 giờ sáng đúng không? 5 đến 7 giờ. 5 giờ đến 7 giờ. 5 đến 7 giờ thì nó là giờ Ất Mão. Giờ Ất Mão thì có Minh Đường Hoàng Đạo đó, có gì? Có Thiên Ất Quý Nhân, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Thái Dương, có Trường Sinh. Đấy. Vậy nên đây là một khung giờ tốt mà quý vị có thể tiến hành cúng tất niên. Cái giờ tốt thứ hai là từ 9 đến 11 giờ. Thì cũng là một khung giờ tốt cho quý vị cúng tất niên. Đấy. À, trong cái giờ này thì nó có La Thiên Đại Thoái này, có gì? Có Thiên Ất Quý Nhân này, có Thiên Xá này, có Dịch Mã và có Thủy Tinh. Đây là những cái cát tinh tốt, sao tốt để quý vị tiến hành đúng không ạ? Tiếp theo là đến 13 đến 15 giờ. 13 đến 15 giờ.
Thì nó là giờ, nó là giờ Mùi. Giờ Mùi thì có Thiên Đức này, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Đường Phù, có Mộc Tinh, có Ngũ Bất Ngộ, Quả Tú và Nhân Mộ. Như vậy nó cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tiến hành vào cái giờ, nếu mà cái ngày 30 Tết đó là ngày Tân Dậu ấy, nếu mà quý vị cúng lúc 17 đến 19 giờ ấy, thì nó sẽ là giờ gì? Nó là cục diện là tương phá, đó, rồi có nhiệt phá. Và giờ Tuất thì nó cũng không đẹp, nói chung là từ giờ Thân đến giờ Hợi thì nó không đẹp cho cái việc cúng. Vậy nên quý vị có thể tiến hành cúng sớm nhé, cúng sớm để được may mắn và hành thông. Quý vị có thể tham khảo thêm cái giờ cúng, giờ tốt để thắp hương ở trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Ngày Tốt Toàn Thư để chúng ta thì tìm ra những cái ngày, những cái giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn đó. Như vậy là gì? Để trong cái lễ cúng tất niên ấy, thì quý vị có thể tiến hành vào 2 ngày các bạn nhé. Quý vị có thể tiến hành 2 ngày vào ngày 29 Tết hoặc là ngày 30 Tết đó. Và cái giờ cúng đầu tiên ấy, thì cái ngày 29 thì quý vị có thể cúng vào lúc 7 giờ 9 giờ, tức là giờ Thìn đúng không ạ? 9 đến 11 giờ là giờ Tỵ và 11 đến 13 giờ là giờ Ngọ. Còn cái ngày 30 Tết quý vị có thể cúng vào 5 đến 7 giờ sáng này, 9 đến 11 giờ hoặc là 13 đến 15 giờ. Thì đây là những khung giờ tốt để quý vị tiến hành cái công việc là cúng tất niên chiều 30 Tết cho được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái khung giờ tốt để cúng tất niên vào cái ngày 30 Tết. Đó. Và một số người vẫn đang quan tâm là không biết cúng tất niên thì là nên cúng gì, khấn gì, đúng không ạ? Thưa quý vị, thì ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái bài văn khấn để chúng ta khi mà chọn giờ tốt rồi chúng ta sẽ khấn gì, cúng gì để cho mọi việc được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Thì quý vị hãy mở trang 16 và trang 19 nhé. 19 ở quyển sách Văn Khấn Toàn Thư để chọn ra cho mình những cái bài văn khấn tốt lành nhất. Thì trong quyển Văn Khấn Toàn Thư có tổng hợp 77 bài văn khấn. 77 bài văn khấn đủ hết, hầu hết tất cả các nghi lễ trong năm để dành cho quý vị thì có một cái quyển sách để tham khảo thêm những lễ cúng giúp cho mọi việc được thuận lợi, hanh thông. Đó. Thì đầu tiên ấy, cuối năm chúng ta thường có những cái nghi lễ sau này. Một là cái nghi lễ tạ thần, tạ mộ đấy. Tạ mộ cuối năm. Đấy, tạ mộ là một. Thứ hai thì sau khi tạ mộ xong thì chúng ta mới mời gia tiên về ăn Tết. Đó. Thưa quý vị, cái lễ tạ mộ thì vào cuối năm, tức là vào cái tháng 12 âm lịch ấy, sau cái lễ cúng ông Táo, thì theo phong tục cổ truyền, mọi gia đình Việt Nam thì thường ra mộ tổ tiên để làm cái lễ tạ mộ, tạ thổ thần, sửa soạn, dọn dẹp mộ phần, mời rước vong linh gia tiên về ăn Tết. Đó. Đây là một cái tục lệ truyền thống của người Việt có ý nghĩa vô cùng là sâu sắc. Nó thể hiện cái sự hiếu thuận, đạo lý uống nước nhớ nguồn của con cháu đối với những người đã khuất. Đồng thời nó cầu mong các vị thần phù hộ cho vong linh của những người thân được gì an cư tại cái nơi đó, không bị cái ngã quỷ nó hoành hành, nó quấy rối. Nói chung khi mà thực hiện cái lễ này thì chúng ta thực hiện ở cái tại cái miếu thần linh nơi nghĩa trang. Nếu khu mộ không có cái ban lễ thần linh ấy, thì khi làm lễ quý vị có thể là gì, kiếm một cái bàn nhỏ thắp hương đấy, và một chút tiền vàng là được. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn khi đi tạ mộ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Đương Niên Hành Binh Chi Thần, Đương Niên Tào Phán Quan. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, Đức Quan Quảng Trang cùng các vị chư thần bộ hạ cai quản nghĩa trang nơi. Kính lạy các ngài bản xứ thần linh thổ địa tôn thần. Con kính lạy các ngài ngũ phương ngũ thổ long mạch tôn thần, các ngài tiền chu tước hậu huyền vũ tả thanh long hữu bạch hổ, nhị tứ sơn thần quan cùng chư vị tôn thần cai quản trong nghĩa trang này. Con kính lạy hương linh hội đồng gia tiên họ đang an táng tại nghĩa trang nơi đây. Hôm nay là ngày tháng năm gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình họ tên năm sinh, chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt tại nghĩa trang, chúng con sắm sửa phẩm vật hương hoa trà quả kim ngân tài mã dâng hiến trình các vị tôn thần, kính cáo cùng chư vị tôn thần hương linh của gia tiên họ nhà chúng con được an táng tại nơi đây.
tại khu đất này nhờ công đức của các vị tôn thần để cho mộ phần họ, nhà chúng con được yên đẹp, xương cốt vẹn toàn, được thường xuyên ân xá lui về cùng con cháu. Ân đức này toàn thể gia đình chúng con cúi xin cảm tạ. Cuối năm mãn khí, gia đình chúng con có chút lễ thể hiện tấm lòng thành kính để dâng lên chư vị tôn thần, mong các ngài hoan hỷ nhận chứng giám cho hương linh họ đang được an táng tại nơi đây. Chúng con cúi xin các vị thần linh đất này thành hoàng bản thổ cùng chư vị tôn thần cai quản nơi nghĩa trang. Đất lành chim đậu, đức dày thanh cao, giữ lành công lao, có kết có phát nhờ vào thần quan tôn thần long mạch cao sang, nhị thập tứ hướng, nhị thập tứ sơn phù hộ độ trì. Chúng con cầu xin các ngài che chở đến mộ phần gia tiên họ. Chúng con được thỏa nguyện muôn thuở, hồng ân đời đời, gia ân mãi mãi không thôi. Chúng con xin có vài lời cầu khấn bái tạ thủ mộ thần quan, cho chân linh dương khí, cho hải cốt vẹn toàn, cho gia tiên phù hộ con cháu trần gian gia đạo bình an, an khang khỏe mạnh, làm ăn gặp nhiều may mắn. Năm hết Tết đến, chúng con cầu xin Đức Quan Quản Trang cùng các vị tôn thần xin phép cho gia tiên họ. Chúng con được về ăn Tết cùng con cháu, chúng con cúi xin cảm tạ. Chúng con cầu xin gia tiên họ, các cụ hiển linh chứng giám, tiếp dẫn lễ vật đến chư vị tôn thần, phù hộ cho gia chủ được gia đạo hưng vượng, sức khỏe dồi dào, gặp quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối, cho con cháu làm ăn gặp may mắn, tứ tiết, điểm lành tiếp ứng. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng trước án, cúi xin được phù hộ độ trì, phụng duy cẩn cáo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó quý vị vái ba vái. Sau khi văn khấn ngoài mộ xin phép cho các cụ về ăn Tết rồi, thì vào cái buổi chiều 30 Tết thì chúng ta tiến hành một cái nghi lễ, gọi là nghi lễ gì, mời các cụ văn khấn gia tiên, mời gia tiên về ăn Tết, đúng không ạ? Vào cái chiều 30 Tết thì đó gọi là cái lễ tất niên. Cái lễ tất niên còn được gọi là cái tiệc tất niên ấy, là một cái nghi thức nhằm đánh dấu kết thúc một năm, chuẩn bị bước sang một cái năm mới. Đây là cái phong tục tập quán lâu đời mang cái nét đẹp văn hóa của người Việt. Thì đây cũng là cái lễ tạ gia tiên cuối năm để cảm tạ công đức của gia tiên trong cái năm qua đã che chở cho gia đình, cũng là thể hiện cái lòng thành, đúng không? Uống nước nhớ nguồn của con cháu, qua đó giáo dục cái đạo hiếu trong nhà. Cái lễ này được thực hiện vào cái dịp sau ngày 23 tháng Chạp ấy đó, và không nhất thiết phải là ngày 30 Tết, thì quý vị có thể chọn một trong hai ngày mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở bên trên nhé. Và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn mời khấn tất niên ấy, mời các cụ về ăn Tết. Đó. Bài văn khấn như sau: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức tôn thần. Con kính lạy ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các bậc tiên gia và chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lạy Cao Tàng Tổ Khảo, Cao Tàng Tổ Thỉ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỉ Muội, Nội Ngoại Dâu Rẻ, Bà Tổ Cô, Ông Mãnh, Hội Đồng Gia Tiên họ. Kính mời các cụ hiển linh, gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ, tên, năm sinh. Nhân ngày lành tháng tốt, cuối năm mãn khí, gia đình chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, lễ nghi, kính dâng trước án, làm lễ tất niên cuối năm để tạ ơn gia tiên. Chúng con kính mời các ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần, ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương, các chư vị tôn thần lai giáng chứng giám cho lòng thành của gia đình, kính dự bữa tất cơm tất niên cuối năm cùng gia đình, phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Gia đình chúng con nhờ công đức của gia tiên xây dựng nền móng che chở mọi nhẽ nên có được như ngày hôm nay, gia đạo hưng vượng, con cháu hiếu thảo, sức khỏe bình an. Công đức này thật là bất tận. Toàn thể gia đình chúng con cúi xin cảm tạ. Chúng con có sắm biện lễ vật kim ngân tải mã tiến biếu hội đồng gia tiên. Đấy. Trong cái phần này nhé, thì quần áo vàng mã của ai, biếu cái gì thì quý vị cứ liệt kê hết, ghi rõ ra nhé. Cúi xin các vị chư thần tôn thần chứng lễ
chứng giám cho gia đình chúng con, cầu xin gia tiên tiền tổ họ, chứng giám cho lòng thành, hoan hỷ thụ nhận lễ vật cho gia đình chúng con. Chúng con cầu xin hội đồng gia tiên họ phù hộ độ trì cho chúng con được gia đạo hưng vượng, sức khỏe dồi dào, con cháu ngoan ngoãn, thông minh học giỏi, hiếu thuận gia chung, bốn mùa không tai ách, tám tiết có điểm lành tiếp ứng, gặp quý nhân phù trợ, cầu tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự như ý. Chúng con nguyện tu nhân tích đức, tránh giữ làm lành, giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn, hiếu thuận gia chung. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng trước án, cuối xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khấn xong quý vị vái ba vái nhé. Như vậy là hoàn thành cái nghi lễ cúng tất niên. Đó. Khi mà cúng tất niên xong thì chúng ta còn một cái nghi lễ nữa, đó là nghi lễ cuối cùng ấy. Đó là gì? Cái nghi lễ gì? Nghi lễ cúng giao thừa ở trong nhà và ngoài sân. Đó. Thì lễ cúng giao thừa Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong những video sau nhé. Thì quý vị có thể mở trang 16 và trang 19 của quyển sách là Văn Khấn Tuần Thư để biết được cái bài văn khấn về tạ mộ gia tiên cũng như là gì? Cái văn khấn lễ tất niên vào cái chiều 30 Tết. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Tuần Thư. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để cúng tất niên trong cái chiều 30 Tết cũng như là gì? Những cái bài văn khấn để giúp quý vị có được cái lời cầu khấn được gì chuẩn chỉ và đúng đắn nhất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.